Hôm qua 27 tháng 7, Úc gặp thất bại đáng tiếc khi để thua Nigeria với tỷ số 2-3 trong trận đấu kịch tính. Đồng thời, hôm 25 tháng 7, New Zealand cũng phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Philippines. Những trận thua này khiến hai đội đồng chủ nhà của World Cup bóng đá nữ 2023 đứng trước nguy cơ bị loại từ rất sớm. Việc Philippines đánh bại New Zealand đã tạo ra một cú sốc lớn nhất tại World Cup 2023. Các cô gái từ Đông Nam Á đã chơi xuất sắc và tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng quý giá trước đối thủ mạnh hơn. Trong khi đó, việc Úc thua Nigeria là một điều hoàn toàn bất ngờ. Bóng đá nữ Nigeria và bóng đá nữ châu Phi nói chung không phải là những đối thủ mạnh của các đội bóng khác. Thế nhưng, Úc đã không thể tận dụng được sức mạnh của mình để giữ điểm trong trận đấu này. Điều này khiến cho việc thua Nigeria trở nên khó tin, đặc biệt khi Úc là chủ nhà giải đấu và được đánh giá cao trước World Cup 2023. Một điểm chung khác trong hai trận thua của Úc và New Zealand là họ không dùng áp lực của trọng tài để đi tìm kết quả có lợi cho mình. Bóng đá nữ thường không gặp nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài như bóng đá nam. Điều này cho thấy sự chính trực và minh bạch trong công tác trọng tài tại giải đấu nữ này. World Cup bóng đá nữ và bóng đá nam có sự khác biệt về can thiệp của trọng tài vào kết quả trận đấu. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài và đã giúp giảm thiểu các sai sót trong bóng đá nói chung, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người, và sự can thiệp của trọng tài trong các trận đấu bóng đá nữ ít hơn so với bóng đá nam. Trận thua khiến Úc và New Zealand đứng trước bài toán khó khăn để tiến vào vòng tiếp theo của giải đấu. Hai đội bóng này sẽ phải cố gắng hết sức trong những trận đấu còn lại để giành lấy những chiến thắng quan trọng và hy vọng giữ vững cơ hội giành vé đi tiếp tại World Cup nữ 2023.